Đây, hôm nay mà quay cho các bạn biết về cái hậu trường mà sau một ngày làm việc mà các bạn ấy đã làm xong. Thì như này đây các bạn ạ, những loại lan đã được thải ra này. Đấy. Đấy, những loại lan cây hỏng nó được bỏ này. Đấy. Hoàng nhạn đây, em phải lọc bỏ những cây mà nó mà héo quá thì em cũng lọc bỏ đây. Đấy, héo quá lọc bỏ này. Trong này gồm có cả hải yến bị gãy ngọn này, em phải lọc ra đây. Trầm vàng, trầm vàng xấu nhỏ lọc ra nhiều ạ. Em mà cho hết vào trong những thùng này, trầm vàng trong thùng này. Trong này cũng có cả hải yến lọc ra này. Đấy, hải yến bị nhàu lá gấy ngọn nhiều quá, héo quá thì em còn lọc ra hết này. Đấy, đây một thùng hàng thải luôn, không dám gửi cho khách hàng. Như đây cũng một thùng đây, tí nữa em phải đưa về vườn. Tất cả các loại lan thải ở trong này, còn cả kim điệp mà đã thải ra từ trước. Đấy, tất cả đều hàng thải bỏ ra này. Giá cũ dùng một thân trầm vàng, một thân trầm vàng dài đẹp như này mà bị gãy này các bạn này. Cái chồn này to này sao ấy, à cái chồn nó bị gãy. Hầu như các bạn chưa ai biết được là về cái hậu trường thì nó sẽ như thế nào. Đây là một đơn hàng đang nóng dở cho khách hàng. Thì đây gồm có 2kg bạch nhạn này. Và kia là gồm có, à đâu, nhầm đơn này. Cái đơn 2kg kia đổi nhỉ em, mỗi loại 2kg ấy. Đấy, hàng này là hàng phải bỏ ra này. Rất là ấy luôn. Đây là một dề nhưng mà bị thối hết mầm này, còn đúng 2 mầm ở trên này. Còn mỗi 2 mầm này. Như đây, hàng còn một chút trầm vàng thôi, trầm vàng sáng nay em báo nhầm giá cho các bạn nên là về sau các bạn đặt hàng là em cũng phải báo lại giá cho các bạn là 480.000 đấy. Thì cái giá 400.000 là sáng nay em báo nhầm giá. Nên là đây những thân đã bị loại bỏ này. Cái này bọn em lúc đóng gói hàng thì sẽ còn phải nhặt nhiều á. Phải như thế này thì mới dám gửi hàng đi cho các bạn chứ. Đây, những loại hàng mà gửi đi cho các bạn đây. Đấy, những cây đang lên mầm này. Đang lên mầm, đang ra rễ là mới dám gửi hàng đi cho các bạn nhé. Đấy. Thân nhỏ xấu lắm, sao mà gửi đi đúng không? Gửi đi thì đôi lúc có những gói hàng mà nó bị hỏng hàng thì bọn em vẫn giải quyết về cái hậu đãi cho khách hàng bằng các hình thức bù hàng hoặc là hoàn lại số tiền cho các bạn. Đấy, cũng rất hài lòng thôi. Nên là các bạn nào mà gặp những cái đơn hàng mà nó có thắc mắc thì cứ chụp ảnh cái đơn hàng cho Ngọc Bền, gửi qua Zalo cho Ngọc Bền xem xét, rồi sẽ được xem xét và có hướng để giải quyết cho hai bên, chúng ta đều vui vẻ cả. Nên là nhiều bạn cứ thắc mắc mà lại cứ ôm hận trong bụng là không nên, cái điều đấy không nên nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp về để phản ánh trực tiếp với Ngọc Bền thôi. Hoặc là gặp nhân viên Ngọc Bền thì qua gián tiếp một chút, nhưng mà chỗ nhân viên thì cũng sẽ liên lạc lại với Ngọc Bền trong những trường hợp mà Ngọc Bền không có ở cơ sở. Thì có khả năng thì em sẽ giải quyết chậm 1-2 ngày chẳng hạn, thì cũng cái việc đấy thì các bạn thông cảm cho Ngọc Bền đấy. Đấy, còn đâu thì cũng có cái hướng giải quyết cả, mà làm cái gì nó cũng sẽ có sai sót, không có ai là chuẩn chỉ 100% được, nên là cái việc sai sót là còn rất nhiều luôn. Nên là điều đấy là rất mong được tất cả các bạn thông cảm về những cái mà thắc mắc đúng không. Đấy, như clip này em cũng chỉ gọi là nói ra những vấn đề mà Ngọc Bền muốn chia sẻ cho các bạn hiểu hơn về cách mua lan online ở trên YouTube.
Còn về trên Facebook thì không nói rồi nhỉ, đúng không? Trên Facebook thì nếu mà gửi hình nào là hàng đấy rồi. Còn như trên YouTube này thì các bạn cũng chỉ được biết về cái lô hàng của bên cơ sở bán lan là như thế nào và sau đấy sẽ nhận được như thế nào. Thế thôi. Nếu mà đơn hàng mà nó bị dập nát do vận chuyển thì sẽ còn có cái hướng giải quyết khác. Mà hàng nó bị dập nát do hàng không đạt tiêu chuẩn, do bên nhân viên đóng gói thì sẽ có một hướng giải quyết khác. Thì tất cả chúng ta như bây giờ chúng ta thì đều ai cũng có thể đều dùng được Zalo. Nên là việc trao đổi về cái đấy bằng hình ảnh nó rất đơn giản đúng không? Ui, như thân này 2 dề mà một dề bên này nó bị gãy mất mầm cây con, không biết là còn lên được tiếp không? Vẫn lên thôi các bạn. Như cây này thì bây giờ nó nở hoa xong thì sắp tới nó lại mọc ra những cái mầm cây con mới. Thế lại ok đấy, như này là một dề, sau này nó lên được 2 thân. Nhưng mà tốt nhất là thôi em cắt bỏ, không gửi hàng đi lại không có thân đúng không? Úi, cũng dễ tách thôi mà, nó bám nhau bằng rễ thôi. Đấy, như này sẽ phải loại bỏ ra. Đấy, hôm nay hầu như là các mặt hàng mà hôm nay thì bên cơ sở em gần hết, thành như là hết hàng. Đấy, thân nó rất mềm nhún đây, những cái thân tơ này không bị gãy được các bạn ạ. Nó mềm lắm này, nó không thể gãy được. Đấy là chi tiết về cái chầm vàng đấy. Đấy, lại phải bỏ ra. Những cái này thì em lấy về vườn ươm, cây nào sống được thì sẽ sống, mà những cây nào không sống được thì cũng phải chịu thôi. Ở đây hàng lại bỏ đây. Đấy, ngọc thạch hết này, còn chút kiểu vuông. Sáng mai em sẽ lại giới thiệu chia sẻ cho các bạn. Chỗ này còn khoảng 5 kg, chỗ này còn khoảng 5 kg kiểu vuông thôi. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng hôm nay chắc cũng bán chia sẻ đi cho các bạn tầm khoảng chục cân rồi, còn sơ xác lắm này, chưa lọc hàng. Sáng mai em phải lọc hàng lại một lần nữa thì mới gửi hàng đi cho các bạn được tiếp. Đây là những gói hàng đã được đóng gói.